Ngày nay, các thử nghiệm lâm sàng đã công nhận chế phẩm từ quả kha tử có tác dụng điều trị được rất là nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, cây thuốc có lịch sử hàng nghìn năm này đã được khẳng định là loại thảo dược hàng đầu để chữa viêm họng thạc tuyến. Tuy có vẻ ngoài xấu xí, vị đắng và chát khó nuốt, nhưng giá trị y học của quả kha tử mang lại thì không thể ai có thể phủ nhận được. Có công dụng tuyệt vời trong việc điều trị, chữa các cơn ho kéo dài, viêm họng thạc tuyến và ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh. Điều này đã được nhiều nghiên cứu y học chứng minh. Khả năng điều trị thạc tuyến, viêm họng mãn tính là tác dụng nổi bật của quả kha tử, và đây là công dụng có thể nói là vượt trội hơn cả so với những loại thảo dược khác. Nói đến điều trị ho thì người ta sẽ nghĩ ngay đến quả kha tử. Ngoài ra thì quả kha tử cũng thường được dùng để nhuận tràng, lợi tiêu hóa, bồi bổ sức khỏe. Vị thuốc này cũng được kết hợp với những loại dược liệu khác để điều trị viêm họng thạc tuyến, táo bón, rối loạn tiết niệu và bệnh tim v.v. Quả kha tử được biết đến với rất là nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe. Chính vì vậy mà rất là nhiều người tìm mua vị thuốc này để giúp cho các bạn tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.